ai có tật thì giúp mình nha. Từ thiện thì phải rõ ràng, rõ ràng thì phải sao kê, sao kê đâu đó rõ ràng, rõ ràng mới làm từ thiện. Từ thiện thì phải rõ ràng, rõ ràng phải đi sao kê, sao kê cái mà sao kê. Sao kê cái mà sao kê.